Nó coi như xong đời. Nhưng mấy ông chỉ mới bắt đầu thôi. Bà thương thằng này nhưng bà ngủ với thằng khác. Bà, mày không được xỉ nhục tao. Bao giờ tới ngày mai ông không nhà hàng tôi giết ông đó. Đợi chỉ tới ngày mai. Ông thách tôi hả? Sao định ngồi với mấy người nhìn giang hồ quá vậy? Khoái con nào á thì kêu nó qua đây. Tao thử chơi chiêu với Nam Đen mới được. Cách đây ít hôm, trước khi chết, thằng Kỳ có giao cho Thái Đô Na một cái USB. Không biết trong USB đó chứa gì. Nó đánh đợi bằng mạng của thằng Kỳ đó. Mày nhìn thằng Kỳ, mà làm gương nha Ba Đông. Má mày, nè. Thằng Ba Đông là cái thằng láo cá nhất. Ý anh là sao? Ý của anh á, là em theo anh đi. Bọn anh lẹ thiệt á, nhưng mà tao bẻ nanh mày cũng nhanh lắm đó. Làm sói, sớm muộn gì mày phải chết. Nhắn với tụi nó, cho tao một cái hẹn. Anh Ba biết về Thịnh. Nó là em anh mà. Tôi không để mặt tiếp ngân, tôi đục vô mặt ông rồi. Hai người đang tranh mua một lô đất đúng không? Đúng. Rồi sao? Anh thấy là có nhiều cái không ổn đâu. Là anh Tư hả? Ông tệ. Tôi không ưa cái lão đeo em nãy giờ. Tôi cũng không ưa. Mày mà làm gì cậu nhỏ đó. Là mày chết mẹ mày với tao. Tôi thích ông đó. Tôi phước. Tôi giết anh. Sao tối qua em dịu dàng lắm mà. Đừng nói vậy. Nó đáng tuổi con tao. Tôi với Huỳnh có chuyện gì thì cũng là chuyện riêng. Anh cứ làm theo những lời tôi nói, hoa hồng sẽ gấp đôi. Tao biết hàng của Tư Phước bán cho tao là có từ đâu. Tôi mang tiếng oan. Anh biết chứ. Dây chuyền mày đâu rồi? Sân nỗi buồn.